Vậy thì đối với chị thì giữa hai yếu tố đó, cái yếu tố nào yếu tố chính của phim là cái bộ? Dĩ nhiên là yếu tố hành động là cái chính rồi. Thật ra là khi bắt đầu phát triển dự án này thì cả ekip đều đồng lòng là làm một bộ phim hành động. Và cái yếu tố hành động vẫn là cái yếu tố chính của cái bộ phim này, làm như thế nào để có những cái võ thuật, những cái mà cảnh đánh thật là hoành tráng để cho khán giả không có bị thất vọng. Nhưng mà ở trong mỗi bộ phim thì nếu như mình không có một thông điệp, mình không có một cái tình yêu hay là một cái mối gắn kết nào và một cái câu chuyện sâu sắc hơn ở phía sau đó thì nó sẽ trở nên rất là nhạt nhẽo. Cho nên bởi vì thế thì cả ekip ngoài cái việc yếu tố đầu tư vào cái yếu tố hành động thì vẫn đầu tư vào cái yếu tố để phát triển tình mẫu tử và một cái câu chuyện lồng ghép ở phía sau đó là yếu tố xã hội. Vậy thì sau này khi mà chị không có đóng phim ở trong tương lai nữa thì cái tên Ngô Thanh Vân sẽ không còn là cái bà chủ để thu hút khán giả và đầu tư nữa, thì chị có lo ngại gì về chuyện đó không ạ? Không, bởi vì bây giờ cái tên Ngô Thanh Vân nhà sản xuất thì nó cũng đã được có một cái vị trí đứng rồi. Chỉ cần là Ngô Thanh Vân sản xuất thì cũng sẽ có rất là nhiều nhà đầu tư ủng hộ và cũng có rất là nhiều bạn bỏ tiền ra mua vé để xem phim Ngô Thanh Vân sản xuất. Nhà chị vậy thì tới cái phim cuối cùng này thì em thấy là cái vai diễn của mình nó mới là có đầu tư và có tâm lý nào là và chị diễn cực nhất. Vậy thì chị có thể tiếc là tại sao cái để tới cái dự án cuối cùng của mình là để tung hết chim như thế nào? Thì hầu như người ta thường hay nói là save the best for last mà có nghĩa là mình đã biết nó là cuối cùng rồi, cho nên mình sẽ dồn hết tất cả những cái sức lực mình cho cái sản phẩm cuối cùng này. Thì rõ ràng mình cảm thấy rất là tự hào với lại Phượng. Vậy thì có nguồn tin cho biết rằng chị đã bán được Hai Phượng cho Netflix với giá 5 triệu đô. Vậy thì chị có thể giá bao nhiêu em? 5 triệu đô. Vậy thì chị có thể thông tin này hiện tại chị vẫn còn chưa tiết lộ được, nhưng mà chị cũng sẽ nói trong một cái khoảng thời gian gần nhất cho phép. Bởi vì làm việc với những công ty nước ngoài nó có những cái ràng buộc và chỉ được tuyên bố đúng vào thời điểm mà thôi. Cho nên em chịu khó chờ thêm tí nữa. Vậy thì chị có nói là sau Hai Phượng thì chị sẽ suy nghĩ tới chuyện hẹn hò. Chị có nói hả? Dạ đúng. Không, bây giờ chị có một đứa con rất là lớn rồi, nó có sẵn ở đây này, nó rất là bự. Dạ, vậy thì nhưng mà thật ra thì chị có một cái tiêu chuẩn nào cho cái người nào sẽ lập một anh với chị? Tiêu chuẩn hả? Tiêu chuẩn. Còn muốn bà còn sao? Nói chung thì đối với bản thân chị thì bây giờ cũng không có nhất thiết phải đưa ra một cái chuẩn mực nào cho một người đàn ông đến với lại hay là song hành với lại cuộc đời của mình nữa. Ông chỉ nghĩ rằng là đến một thời điểm nào đó khi mình tìm được một người partner nào mà có thể hiểu mình và có thể biết được cái sự đam mê của mình đối với cái nghề nghiệp của mình, đó là một cái điều mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Chỉ còn anh Phan Thanh Nhiên thì sao chị? Giữa nhân vật của hai người có thể có phát triển một tuyến chemistry cho mình? À không, từ lúc bắt đầu phát triển kịch bản thì hầu như cái tình mẫu tử của bé Mai với lại Hai Phượng là được đẩy lên tới là một cái đường dây chính. Và song hành đó thì một người phụ nữ không thể nào có đủ nghị lực để có thể phá hết tất cả mọi thứ, mặc dù Hai Phượng rất là ngầu. Nhưng mà vẫn phải có được cái sự hỗ trợ ở bên cạnh và đi song song, thì thật ra là cái tiếng của Nhiên là một cái tiếng cũng tạo nên được những cái dấu ấn rất là cụ thể cho cái đường dây phát triển của Hai Phượng. Và thật ra là đối với lần đầu tiên đóng phim như vậy thì Nhiên đã làm rất là tốt vai trò của mình. Rồi, cảm ơn mọi người. Ngoài bên Mai hả? Ngoài bên Mai hả? Không sao. Chị em ở bên đây thì không biết là cái cơ chế này mà đưa bé Mai tới cái bộ phim này á, là con nó phải trải qua một cái quá trình casting lâu không, hay là con được đạo diễn cho mặt của em không? Con còn nhớ không? Dạ không. Nhớ hả? Thật ra là bé Mai được casting rất là nhiều. Tại vì lúc mà casting á, thì bé Mai đâu có biết là bé Mai được cast đâu. Có nghĩa là ngoài bé Mai ra thì còn một số những diễn viên trẻ. Đóng cửa lại. Ngoài bé Mai ra thì còn một số diễn viên khác cũng được vào casting nữa.
thì mỗi một em bé mà đi vào casting á, thì phải diễn xuất trực tiếp với lại Vân. Thì trong tất cả những cái em bé mà đi vô diễn xuất với Vân á, thì Vân còn nhớ là bé Mai đi vào, bé Mai diễn xuất xong rồi một hồi bé Mai khóc luôn. Lúc mà casting là bé Mai khóc luôn. Đó là cái cảm giác giống như là cả bé Mai và Vân thì cảm giác giống như là nó có một cái sợi dây liên kết với nhau, giống như là người ta nói là có cái một cái nguồn điện, để giống như hồi nãy bé Mai trả lời ấy thì bé Mai nói là một hơi ấm mà có cảm giác như là một người mẹ thật chứ không phải là cô Vân hay là một ý giang hồ. Cho nên nó có được một cái sự liên kết rất là đặc biệt, và từ lúc đó thì Vân cảm giác như là bé Mai là cái vai diễn mà bé Mai là cái người có thể làm được, bé Vi là cái người có thể làm cái vai trò bé Mai. À, chị có thể chia sẻ thêm về cái tên ý, thay vì sao mình không gọi như là má hoặc là mẹ thì nó sẽ là cái tên gọi chung hơn á, thì tại vì ý lúc đầu em nghe qua em cũng không hiểu, thì đúng rồi em cũng không hiểu á, thì mình có thể chia sẻ à, ý là cái tên gọi mẹ ở miền Nam, nghĩa là mình có mạ rồi có mẹ rồi có má rồi có ý, có nghĩa là người Việt Nam mình nó có nhiều cách để xưng hô mẹ đó, thì ý là cái tên đặc trưng của người miền Nam, người là họ cũng hơi lai tèo chút xíu. À, thì khi mà kịch bản bắt đầu phát triển á, thì nhóm kịch bản hay là cả ekip của Vân luôn luôn suy nghĩ tìm tòi như thế nào để mình có thể quảng bá được cái văn hóa của mình, như là văn hóa vùng miền, như là giờ có áo bà ba rồi áo rồi nón lá rồi cái cách xưng hô cũng là xưng ý, giống như hồi xưa thì có cô ba Sài Gòn hay áo dài như thế vậy, như là luôn luôn tìm tòi ra những cái chi tiết để mình có thể quảng bá về cái văn hóa truyền thống của con người Việt Nam mình, luôn không phải là chỉ để ra nước ngoài nhưng mà luôn cả các bạn trẻ hiện tại ở đang sống ở cái thời này nhiều khi họ cũng không biết tới những cái điều đó, cho nên đây là một trong những cái mục đích mà kịch bản cũng như là nhóm biên kịch muốn đem lại cho cái mới cho mọi người khi mà xem. Đây là cái dụng ý mà sử dụng áo ba suốt nguyên một bộ phim của chị là như vậy đó. Đúng. Ok. Vậy chị hãy gửi một lời kêu gọi người hãy ủng hộ với lại chị hãy kêu gọi người cực chúng live stream. Ok. Ok, câu cuối cùng rồi. Dạ, câu cuối cùng rồi. Còn con nói trước đi, mọi người hãy gặp selfie và tham gia ủng hộ phim của bạn. Mọi người ơi, mọi người hãy ra rạp xem phim Hai Phượng vào ngày 22 tháng 2 nha. Mọi người nhớ là phải rủ người thân trong gia đình mình đi thiệt là nhiều đó. Bộ phim Hai Phượng sẽ được chiếu trên toàn quốc trong tất cả các rạp, mà các bạn nhớ đón xem nha, ngày 22 tháng 2 này. Còn một điều nữa thì Vân muốn gửi đến cho tất cả các bạn trẻ về ý thức livestream. Thực ra đây là một cái thói quen rất là xấu, bởi vì nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến những công sức của những đoàn làm phim, những công sức của những anh em làm phim, và nhất là những cái sản phẩm nghiêm túc như thế này. Vân chỉ mong rằng là các bạn hiểu rằng là thực ra nó một vé xem phim thì nó cũng không là bao nhiêu cả, nhưng mà nó ảnh hưởng rất là lớn đến tất cả những cái giá trị mà mọi người đã bỏ vào. Vân mong rằng các bạn ý thức điều đó và lần này đừng xem phim và lần này đừng livestream bộ phim Hai Phượng nha. Xin cảm ơn.